À, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm cùng đại chúng, chuyển qua phần thực tập hôm nay thì ban tổ chức chúng con có nhận được hai trường hợp đăng ký trước. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị. Ban tổ chức chúng con xin thỉnh đại chúng hãy hoan hỷ lắng nghe những lời khai thị, vì khi lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho một người cũng là khai thị nhắc nhở cho chính chúng ta, vì tất cả chúng ta ai ai trước sau đều cũng là người bệnh ạ. Dạ, con xin đọc thông tin xin khai thị đầu tiên ở máy tên Đồng Thu, Ban Hồ Niệm Liên Hoa, Quảng Ngãi ở Zoom 696 ạ. Nam Mô Di Đà Phật, con tên Võ Thị Đào, pháp danh Đồng Thu. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho ba mẹ chồng con là Đào Văn Dũng, 67 tuổi, và mẹ Lê Thị Hời, 68 tuổi. Mấy mươi năm qua, ba mẹ con chưa biết Phật Pháp, không biết câu A Di Đà Phật, chưa tin về Phật Pháp. Nhưng duyên lành đã tới, chính con là thành viên Ban Hồ Niệm Liên Hoa Quảng Ngãi. Hằng ngày, chúng con tu thời khóa công phu, có chia sẻ Pháp Hồ Niệm trong quyển để hiểu thấu hành đúng Pháp Hồ Niệm của lão cư sĩ Diệu Âm. Trong đó có tọa đàm, phải khuyên người thân của mình niệm Phật ngay từ bây giờ. Nên từ Quảng Ngãi mà con thường xuyên vào tỉnh Ninh Thuận để khuyến tấn ba mẹ chồng con niệm Phật và vào đường Zoom Hồ Niệm Thế Giới cho ba mẹ hiểu rõ hơn về Pháp Hồ Niệm, tham gia vào Zoom tu với Ban Hồ Niệm. Nhờ chú Liên Hoàng khuyến tấn, nhắc nhở ba mẹ niệm Phật và chia sẻ Pháp Hồ Niệm. Nhờ Pháp Hồ Niệm này mà ba mẹ con đã giác ngộ. Ba mẹ con chí thành, chí kính tha thiết xin gia nhập vào tu với Ban Hồ Niệm. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, ba mẹ chồng con sanh thành được bốn người con, ba trai và một chị gái. Tất cả đều có gia đình. Nghe tin ba mẹ tu hành, tất cả ai cũng mừng và ủng hộ. Ba con ở nhà nuôi gà rất nhiều, nhưng khi biết niệm Phật phát nguyện vãng sanh, ba con buông hết, phát tâm ăn chay trường ngày công phu ba thời với Ban Hồ Niệm trên đường Zoom. Ba con đang mang bệnh nền, bệnh tim và huyết áp cao. Mẹ con mang bệnh tiểu đường và đau đầu gối, tối ngủ hay thấy người đã chết. Từ ngày mẹ con niệm Phật và ăn chay trường, mẹ con bớt đau đầu và hết mơ thấy hương linh về nữa. Mẹ con có tính hay cằn nhằn với ba con? Mẹ con còn lo sợ một điều là trước kia mẹ con làm nghề bán trứng vịt lộn, chơi hụi, nợ nần nên hay lo âu, gây phiền não. Ba con rất hiền từ, không làm mất lòng ai, nhưng vẫn còn nóng tính, còn hay giận hờn. Ba mẹ con đã viết di chúc cho các con rồi, đã nói cho các con phải mời Ban Hồ Niệm liền. Hôm nay, Ban Hồ Niệm Liên Hoa Quảng Ngãi đã vào Ninh Thuận và đã nhận hồ niệm cho ba mẹ con. Tất cả các con về đông đủ, nghe và chấp nhận 15 điều quy định cho gia đình và người bệnh mà Ban Hồ Niệm đã đọc và giải thích cho gia đình hiểu. Gia đình rất mừng và hứa chấp hành đúng 15 điều quy định, rất hoan hỷ và làm theo. Ba mẹ mong muốn được lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho ba mẹ, để ba mẹ có niềm tin vững vàng hơn, tin tấn hơn, để khi xả bỏ báo thân, ba mẹ con có phước phần được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng xin Thầy khai thị cho anh, chị, em con hiểu về Pháp Hộ Niệm. Xin lão cư sĩ Diệu Âm điều giải chư vị pháp giới hữu duyên của ba mẹ con. Con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Đào Văn Dũng với bác Lê Thị Hợi là ai? A Di Đà Phật, vô đây đi chư vị ơi. Bác Đào Thị Dũng và Lê Thị Hợi sao mà có phước báo lớn vậy? Sao mà có thiện căn lớn vậy hai bác? Nghe nói từ trước bác không tin gì hết, không biết pháp niệm Phật, không tin Phật, mà chỉ cần một lời khuyên của con cái rồi gặp Ban Hộ Niệm ở Liên Hoa Quảng Ngãi mà bác phát tâm tin tưởng, nuôi gà cũng thả gà luôn, ăn mặn cũng ăn chay luôn, niệm Phật một ngày ba thời. Xin vỗ tay đi chư vị. Xin báo cáo với bác Dũng và bác Hời nhé, hai bác có thiện căn lớn lắm đấy. Vui không? Nghe vậy có vui không? Nhất thiết vui thì quyết lòng giơ tay lên hứa với Diệu Âm là đi thẳng về Tây Phương hướng an vui cực lạc thành đạo luôn đi.
đừng chập chờn ở cõi này nữa. Thiện căn này là bác Dũng và bác Hời đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Cớ chi trong nhiều đời nhiều kiếp không chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương, không chịu theo A-di-đà Phật mà ở lại đây rập rình rập rữ làm chi, bắt giữ ông với khai thị nữa. Ôi như vậy chúng mình là anh em với nhau rồi, chính Diệu Âm cũng bị cái nạn này mà bây giờ phải ngồi đây nói chuyện với chư vị. Chứ như trong đời kiếp trước mà Diệu Âm lanh lợi một chút hả, quyết lòng không chấp cái thế gian này nữa, quyết lòng không quyên lương cái thế gian này nữa, không coi chuyện thế gian này là ngon lành nữa, một lòng một dạ đi về Tây Phương, thì bác Dũng, bác Hời và bác Diệu Âm này cũng là thành Bồ Tát rồi, có đâu phải phải tiếp tục làm phàm phu làm chi, phải không hai bác? Chịu không? Rồi con người con gái phỏ Võ Thị Đào là ai rồi? Ai đâu? Dội lắm, vỗ tay đi con gái. Con gái tiếp tục trả chữ đại hiếu đối với cha mẹ mình. Con dâu hả? Con dâu. Con dâu thì càng quý nữa. Tốt rồi, tốt rồi. Chư vị ơi, cái đại hiếu chính là khuyên cha mẹ niệm Phật. Và cái đại hiếu an toàn hơn là hộ niệm cho cha mẹ mình vãng sanh. Nếu mình khuyên cha mẹ mình niệm Phật mà mình không hộ niệm thì coi chừng cuối cùng đấy, cha mẹ mình lại vướng chút tình, vướng chút ái, vướng chút tham, vướng chút sân, vướng chút si, phải không? Phàm phu mài không có, chỉ cần vướng một chút như vậy lúc xả bỏ báo thân, cha mẹ mình cũng đành phải quay đầu trở lại trong lục đạo luân hồi. Đời sau dám không biết ở đâu, nhưng mà đường vãng sanh tự nhiên bị đoạn. Rõ ràng phàm phu chúng ta thường bị trở ngại trong những giờ phút cuối cùng. Nhất định làm con dâu và ban hồ niệm phải nhắc nhở, nhắc nhở. Và xin bác Dũng và bác Hời quyết lòng nghe theo từng điểm nhắc nhở của ban hồ niệm. Xin hai bác có đồng ý không? Đồng ý thì giơ tay lên nắm chắc như vậy. Con dâu đâu? Có đồng ý không? Con trai con gái của mình đâu rồi? Có đồng ý hỗ trợ cho cha mẹ không chư vị? Rõ ràng đây là một gia đình đại phước báu. Bác Dũng, bác Hời ơi, nhất định phải lợi dụng cái cơ duyên thù thắng này mà đi làm Phật nhé. Tự mỗi người chúng ta phải đi làm Phật. Nhớ là cái phương pháp đi làm Phật trở về Tây Phương dễ thì dễ vô cùng, tại vì mười niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trước khi buông thân xác này, nhất định bác Dũng, bác Hời và tất cả mọi người đều được quyền trở về Tây Phương thành đạo. Nhưng nó khó là chính mình phải làm chứ không phải là con dâu của mình làm. Chính mình phải làm chứ không phải là ban hộ niệm làm. Vì vậy cho nên ban hộ niệm làm một cái đai trợ duyên, họ dẫn dắt cho mình chỉ làm được như vậy mình đi vãng sanh, nhớ nhé. Chứ còn nếu mà con dâu con ruột của mình mà thành Bồ Tát rồi, nó cái đem tất cả những cái phước báo của nó cũng chỉ là coi như nộp vào để mà mình tại ngoại, tức là mình không ở trong tù nữa. Chứ còn mình muốn vãng sanh thì chính mình phải làm. Mau mau phải hiểu chỗ này mà ngày đêm niệm Phật. Bác Hời ơi, không thèm cằn nhằn với bác Dũng nữa, chịu không? Cằn nhằn làm chi cho buồn, buồn là phiền não vướng lại không tốt. Bác trước đây buôn bán hột dịch lộn, bác sợ lắm sao? Xin thưa với bác Hời, nếu bác về Tây Phương rồi thì bác sẽ thấy là trong nhiều đời nhiều kiếp bác đã tàn hại tới vô lượng sinh mạng chúng sanh rồi, chứ không phải mấy cái hột dịch lộn trong cái rổ mà bác buôn bán có thể đếm được đâu nhé. Hiểu được như vậy rồi thì mới quyết chí niệm Phật để vãng sanh mà cứu độ chúng sanh,
Nhớ cho, khi bác về đó rồi thì bác mới thấy rõ ràng là bổn phận của mình lo cứu độ chúng sanh, chứ không cách nào mà có thể nằm yên được. Vì vậy là một người đi và về Tây Phương là một người cứu độ chúng sanh, không cách nào chư vị mà nằm đó hưởng an vui cực lạc một mình đâu. Vậy thì xin bác Dũng, xin bác Khởi nhất định vì những lỗi lầm sơ suất của mình trong quá khứ, quyết chí thề với A Di Đà Phật rằng con khi ra đi, con niệm danh hiệu Ngài, con theo Ngài đi về Tây Phương Cực Lạc, con không đi đâu hết. Chiều không hai bác, nhớ chưa, chiều không gia đình mình, con cháu ủng hộ tích cực nhé. Hộ niệm là như vậy, hộ niệm là nhắc nhở, hộ niệm là yểm trợ, hộ niệm là tao thuận duyên cho cha mẹ mình vãng sanh, để cho sau cùng rồi con cái mình cũng tao thuận duyên cho mình vãng sanh. Tất cả mỗi nghịch duyên nhất đến mình không theo, chỉ theo A Di Đà Phật, đó là pháp hộ niệm. Mong tất cả chư vị nhất định quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc hết. Chiều không, nhớ chưa, nằm mơ thấy hương linh này hương linh nọ, không sao đâu. Tất cả mọi duyên, duyên lành cũng như duyên chẳng lành đến với mình toàn là một sự hỗ trợ tích cực. Thấy một hương linh tới, mình nhất định không đi làm hương linh, mà làm gì bác biết không? Đi làm Bồ Tát, đi thành Phật, đi thành Phật để cứu những vị hương linh đó. Nhiều khi là thân bằng quyến thuộc của chúng ta đi về đó rồi mới thấy thân bằng quyến thuộc của chúng ta tràn giáng vô lượng đang bị đọa lạc. Nghĩ vậy mà thương, thương thì quyết chí mà đi. Nguyện mong cho chư vị trong pháp giới nghe những lời này cùng nhau tỉnh ngộ. Các vị hương linh cũng mau mau tỉnh ngộ đi. Một câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, chấm dứt cảnh hương linh lang thang khổ nạn, đi về thành Phật. Tất cả những vị có duyên lành cũng như duyên ác với chư vị đang ở tại đây, hãy cùng nhau niệm câu A Di Đà Phật, biến duyên lành duyên ác đều là duyên thành Phật. Chúng ta đi thành Phật cứu độ nhau hay hơn là chạy theo những duyên lành duyên bất lành trong cõi đời này mà tiếp tục luân hồi khổ nạn, không hay đâu chư vị. Quyết chí nhé, nhất định không hai bác. Quyết chí nhé, vô cùng vui mừng, vô cùng sung sướng. Hãy niệm Phật nhé chư vị. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt gia đình và ban hồi niệm Liên Hoa Quảng Ngãi thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã khuyến tấn cho hai bác Đào Văn Dũng và Lê Thị Hời. Kính mong hai bác cùng gia đình mình tiếp tục giữ vững niềm tin, hỗ trợ cho hai bác, hỗ trợ cho nhau, giúp hai bác niệm Phật và luôn luôn làm theo những sự chỉ bày của ban hồi niệm Liên Hoa Quảng Ngãi, và cuối đời được chúng con được tin vui vãng sanh của hai bác về Tây Phương Cực Lạc.